Em gái Kim Ngân xuất hiện cùng với Thúy Nga. Có thể thấy thời gian qua, câu chuyện Kim Ngân và Thúy Nga ồn ào hơn bao giờ hết. Dù đã tuyên bố ngừng giúp Kim Ngân, nhưng Thúy Nga vẫn chưa được yên thân. Khi cậu em họ Kim Ngân liên tục đăng đàn, chà đạp sỉ nhục cô trên trang cá nhân. Trước áp lực, hôm qua Thúy Nga cầu cứu đến khán giả. Thế nhưng cách đây ít phút, Thúy Nga chia sẻ thông tin em gái Kim Ngân đã đến gặp cô. Cụ thể cô viết: "Hôm nay lần đầu tiên, Cathy em gái của ca sĩ Kim Ngân mong muốn gặp Thúy Nga để chia sẻ đôi điều về chị gái của mình. Ngày mai Nga sẽ phát hai tập về buổi trò chuyện này và định hướng của gia đình muốn cho cuộc sống của Kim Ngân ra sao trong những ngày sắp tới. Cả nhà sẽ xem hai tập vào lúc 11 giờ và 7 giờ tối theo giờ Việt Nam nhé." Và đây là hình ảnh Cathy năm 18 tuổi và hình ảnh ba chị em do em gái chị Kim Ngân cung cấp để gửi tặng khán giả xem. Dưới phần bình luận, khán giả đều háo hức chờ đợi những thông tin chính xác về Kim Ngân. Chúc mọi chuyện được suôn sẻ, Ngân Nga về lại bên nhau. Yêu cô và chị, mọi clip của chị dù không phải là cô Kim Ngân thì vẫn ủng hộ chị. Thúy Nga làm clip cuốn hút lắm. Chị Thúy Nga ơi, trò chuyện, chị nhớ quay mặt cho mọi người thấy chị Cathy nữa nha, chứ đừng quay như mẹ chị Kim Ngân. Mong sao mẹ và hai em ruột của Kim Ngân sáng suốt và hợp tác với Thúy Nga, lo và chữa bệnh cho Kim Ngân. Không cần Thúy Nga phải quay clip, chỉ cần giúp Kim Ngân là được. Như vậy là tốt cho Thúy Nga và Kim Ngân, tránh phiền phức cho cả hai. Mừng quá, cầu mong cho gia đình ủng hộ Thúy Nga, lấy lại sự công bằng cho Thúy Nga, thì vui biết mấy. Chúc mừng Thúy Nga, vậy là khán giả đã không thất vọng về máu mủ ruột rà của nhà cô Kim Ngân. Còn thằng Gia Cầm kia cũng chỉ là người ngoài. Cho dù Thúy Nga có dừng lại, cũng mong gia đình ruột thịt của Kim Ngân lấy lại công bằng cho Thúy Nga. Bao nhiêu công sức lo cho chị Kim Ngân mà giờ phải bị cả đám người chà đạp. Gia đình Kim Ngân phải xác định Gia Cầm có vai trò gì trong chuyện này, còn chỉ là xã giao và cảm ơn như mẹ của Kim Ngân thì không cần thiết.